Xin chào các bạn và các em đã đến với chuỗi video học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày qua những bài tập thầy trích ra từ trong những đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12 nhé. Các bạn sẽ được học các từ vựng nâng cao mỗi ngày cùng với những ví dụ và giải thích để cho chúng ta hiểu từ vựng và biết cách dùng từ vựng luôn nhé. Nào, chúng ta cùng vào video nào. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ học một thành ngữ cũng rất là tuyệt vời. Đó là turn a blind eye. Và thành ngữ này đó là gì? Mời các bạn và các em hãy xem video để học cái thành ngữ này và cách sử dụng của nó như thế nào luôn nhé. Đầu tiên chúng ta hãy xem xét ví dụ sau đây. It's quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street. Và yêu cầu của bài này đó là tìm cái từ nào mà trái nghĩa với cái thành ngữ ở trên ha. Thì các em hãy dành ra 5 giây hoặc là dừng video để chọn đáp án của mình nhé. Hãy comment đáp án của mình nha. Ok, và đáp án đó là pay attention to. Thì cái này có nghĩa là gì? Thì bây giờ thầy sẽ cho nghĩa của bốn cái đáp án ABCD luôn nha. Đầu tiên đó là take no notice of, là không chú ý đến. Thì take notice of cái gì đó là chú ý đến cái gì đó ha. Và take no notice of là không chú ý đến cái gì đó. Okay. Tiếp tục chúng ta có B là have no feeling for, là không có cảm giác gì. Đó, là không có cái cảm xúc gì với cái chuyện gì đó ha. Chúng ta chú ý mỗi cái cụm đều nó có cái giới từ riêng ha. Đó. Chứ không phải là chúng ta cứ dịch theo kiểu từ tiếng Việt sang tiếng Anh nha. Nó phải có cái giới từ riêng với nó luôn ha. Ok, chúng ta có từ show respect for, thể hiện sự tôn trọng dành cho ai đó ha. Tiếp tục chúng ta có từ pay attention to, là chú ý, tập trung. Ok, thầy sẽ dịch bây giờ thầy sẽ dịch cái câu trên để chúng ta hiểu hơn nhé. Đó là it's quite disappointing, thật là khá thất vọng, là some people, vài người still vẫn turn a blind eye to. Chúng ta có từ turn là quay hoặc là đưa, chuyển cái gì đó ha. Chúng ta có blind là mù, eye là mắt, a blind eye là con mắt mù ha, con mắt không thấy đường ha, till đến cái việc gì đó. Acts là những hành động, những sự việc, những cái việc làm. Of injustice, injustice là những cái việc mà bất công ha. They witness, chúng ta có thêm một động từ mới nữa, đó là witness, nó có nghĩa là chứng kiến ha, chứng kiến cái chuyện gì đó. In the street, ở trên đường ha. Rồi đầu tiên chúng ta có A hoặc là B, đều có nghĩa là nó hơi đồng nghĩa với cái đáp án turn a blind eye ha. Thì turn a blind eye nó có nghĩa là chúng ta không thể dịch là quay một con mắt mù đến cái chuyện gì đó, mà chúng ta dịch là làm ngơ, làm lơ ha, làm lơ những cái sự việc bất bình đẳng ở mà họ thấy, họ chứng kiến ở trên đường ha. Thì chúng ta có trái nghĩa của nó là pay attention to, đó là tập trung hoặc là chú ý vào cái chuyện gì đó. Ok, thì một cái thành ngữ này cũng rất là thú vị ha. Và bây giờ thì để chúng ta hiểu rõ hơn cách sử dụng của cái turn blind eye to cái gì đó, thầy sẽ lấy thêm một ví dụ nữa nhé. Đó chính là most students often turn a blind eye to bullying at school because they're afraid of revenge. Thì câu này có nghĩa là hầu hết những học sinh thường làm ngơ, làm lơ cái việc mà bắt nạt ở trường, sự việc bắt nạt ha. Bởi vì thì họ thì sợ trả thù. Đó là cách dùng của turn a blind eye. Thì chúng ta dùng giới từ đi chung với nó là to, chứ không phải là of hoặc là for gì cả ha. To nha, đến cái gì đó. Rồi ok, hôm ngày hôm nay thì các bạn đã học thêm cũng rất là nhiều từ vựng. Nhưng phần chính đó là chúng ta học cái idiom, cái thành ngữ.
Turn a blind eye to, nó nghĩa là làm ngơ, làm lơ những sự việc khó chịu, những sự việc mà bất bình đẳng, bất bình đó. Có nghĩa là cái thành ngữ này sẽ đi chung với những cái chuyện mà khó chịu thôi ha, chứ không phải làm ngơ những cái chuyện tốt ha, là sai. Đó, làm ngơ, làm lơ nha. Nếu các bạn thấy video của thầy hữu ích thì hãy cho thầy một like và share để nhiều người cùng học từ vựng tiếng Anh nâng cao mỗi ngày cùng với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Xin chào, xin cảm ơn.